Nhận định bóng đá Southampton với Liverpool, 21 giờ 0 phút ngày 17 tháng 8, nhọc nhằn vượt ải, cập nhật thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật tin tức mới nhất về trận đấu. Cảm ơn các bạn. Trước khi mùa giải mới diễn ra, Jurgen Klopp đã ít nhất một lần phàn nàn về việc ban tổ chức Premier League sắp xếp lịch thi đấu của Liverpool. Klopp có lý, bởi ở vòng 1 họ phải đá vào đêm thứ 6, điều khiến họ có ít thời gian nghỉ ngơi hơn sau khi chơi trận tranh Community Shield với Man City vào chủ nhật trước đó. Tới vòng 2, Liverpool lại đá vào khung 21 giờ thứ 7, trong khi chỉ 3 ngày trước họ mới đá trận tranh siêu cúp châu Âu với Chelsea. Để so sánh, The Blues ở vòng 2 sẽ đá vào khung 22 giờ 30 phút ngày chủ nhật, tức sẽ có nhiều hơn giờ góp tới một ngày nghỉ. Liverpool vừa phải đá 120 phút căng thẳng cộng với loạt penalty cân não với Chelsea, và việc họ chỉ được nghỉ ngơi có 3 ngày trước trận đấu với Southampton chắc chắn khiến thể lực của The Kop bị ảnh hưởng. Vấn đề thể lực sẽ là nỗi lo đầu tiên với thầy trò Klopp trong chuyến hành quân tới sân Spurs. Lo ngại tiếp theo nằm ở hàng phòng ngự. Sự chắc chắn ở hàng thủ của Liverpool đang bị đặt dấu hỏi sau khi họ đã phải nhận tổng cộng 40 cú sút từ đầu giải. Tuy nhiên bù lại, Klopp vẫn có thể đặt nhiều niềm tin vào hàng công của ông. Mohamed Salah đã ghi bàn ở vòng 1. Sadio Mane mới trở lại ở trận tranh siêu cúp châu Âu, nhưng tiền đạo người Senegal đã ngay lập tức có màn trình diễn tuyệt vời với cú rút bàn thắng. Roberto Firmino chưa ghi bàn trong mùa giải mới, nhưng đã có 3 pha kiến tạo trên 2 trận gần nhất. Khi hàng thủ đang có dấu hiệu đánh mất sự chắc chắn, thì sức mạnh tấn công vẫn sẽ là điểm tựa vững chắc của Liverpool. Southampton thực ra không có phong độ cao. Họ đã thua thảm 0-3 trước Burnley ở trận ra quân. Tính rộng hơn, 6 vòng gần nhất ở Premier League, Southampton cũng không thắng nổi trận nào, nhận 3 thất bại. Tuy nhiên, đừng quên là Southampton lại chơi khá tốt khi tiếp Big Six trên sân nhà thời gian gần đây. 5 trận gần nhất gặp Big Six ở sân Spurs, Southampton thắng 2, hòa 1 và chỉ thua 2 trận. Mùa trước, Liverpool cũng phải rất vất vả mới có chiến thắng 3-1 trên sân Southampton nhờ 2 bàn thắng ghi ở cuối trận.